Thời gian vừa qua, lực lượng hải quan đã phát hiện có hiện tượng kinh doanh đăng ký tờ khai nhập khẩu và xuất khẩu tại chi cục hải quan khác nhau. Để tránh việc phát hiện hàng hóa nhập khẩu không trải qua quá trình sản xuất, không đáp ứng tiêu chí xuất xứ theo quy định. Theo đó, một số công ty không có hoạt động sản xuất nhưng trên tờ khai bao bì hàng hóa xuất khẩu ghi xuất xứ Việt Nam. Ngành hải quan đã lật tẩy chiêu trò của một số doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa thuộc nhóm mặt hàng các điện, giấy, linh kiện điện tử, bảng mạch, tấm pin năng lượng mặt trời, các sản phẩm làm bằng nhôm, thép về gia công, sản xuất, lắp ráp. Sản phẩm khi xuất khẩu chỉ trải qua các công đoạn gia công, sản xuất, lắp ráp đơn giản, không đáp ứng quy tắc xuất xứ, nhưng khai xuất xứ Việt Nam trên tờ khai xuất khẩu và trên bao bì, hàng hóa ghi dòng chữ Made in Việt Nam. Thủ đoạn nhập khẩu, xuất khẩu hàng hóa có mã số HS, đầu vào và đầu ra trùng nhau hoặc vừa nhập khẩu hàng hóa là nguyên liệu, bán thành sản phẩm và để sản xuất hàng hóa xuất khẩu, vừa nhập khẩu hàng hóa cùng loại với hàng hóa xuất khẩu hoặc ngoài việc xuất khẩu sản phẩm may mặc từ nguyên liệu nhập khẩu còn nhập khẩu nguyên liệu sản xuất hàng nội thất, ván ép, mặt đá, chậu rửa cũng bị lực lượng hải quan phát hiện. Trước diễn biến phức tạp về gian lận, giả mạo xuất xứ, chuyển tải bất hợp pháp, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo các chi cục hải quan trực thuộc thực hiện rà soát, xác định doanh nghiệp xuất nhập khẩu có kim ngạch xuất nhập khẩu tăng đột biến, giao dịch bất thường để áp dụng các biện pháp kiểm tra, điều tra, xác minh làm rõ, đặc biệt chú trọng đối với nhóm mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc, xuất khẩu sang Hoa Kỳ, EU, Canada,